Thế bà vừa phải sang áp chốc để xong rồi lấy khí á, sang áp chốc lấy khí xong rồi lại vòng về. Chị vào nhanh mà, chẳng qua nãy giờ tôi đang đào vài thứ linh tinh, kiểu quặng compound đào xong rồi ấy. Là tôi Ở đây thì mình phải làm đi, mình phải khởi động lại cái này à? Đây có mấy cái từ đã, tôi cũng chưa biết được, để tôi xem ạ. nó bảo nó gọi lên, nó có một cái radar nó hiện là mình phải gắn vào này. Không, không phải cái đấy đâu, cái khác, cái khác, cái đấy là cái chụp ảnh ấy không, nhưng mà Nó cái cần đấy để mình làm sau đi, như kiểu Superman để nó mấy cái mở mấy cái bộ đồ cho mình ấy. còn này không còn Đó. cho Còn chế gì? nhiều dynamite này, còn hydrogen không, hydrogen Còn có dư không ở trên cho lấy, đấy, trên hộp đấy, lấy. tôi hết hết hydrogen này mày. Data đi con cờ. Nổ lấy ra quá. Nổ ra đồ ấy, exo chip các kiểu ấy, không thấy không? Ôi, nó nổ ra hai quả bom ạ, đéo hiểu. Hai đái à? Nó phế thế Đấy. rồi. Một exo chip hay hai quả bom? Không, cũng có exo chip thôi, nhưng mà không hiểu tại sao lại nổ bom, lại nổ ra bom. Sao vứt này? Tôi vứt ra để tôi lấy cho dễ. Cái đấy chỉ để xuất chip à? Tưởng cái đấy để làm nhiệm vụ. Không, đang làm đây, chưa Cái xong. nhiệm vụ chắc tôi nghĩ nó phải làm được cái này. Đây, tôi đang tìm nhiệm vụ tiếp đây. Mình phải tìm một cái gọi là MAT ở trên đây và slot an exo chip in map. Đúng rồi. Ông ơi, ông cầm cái máy bay để tôi tìm thử cái đấy thôi. Đây, cầm cầm cái đấy đi. Bay theo tôi này. Chuyển được nhỉ? Ô, tôi cầm cái vũ trụ Phải ở tôi bay muốn lên chuyển đi. là Không phải bay. đi chậm Cầm lắm mấy rồi, cái đấy đi không phải được. chậm. Không, không đi được luôn đấy. Cái này đến đây, cái beacon có cái hình cái bóng đèn ấy. Chưa có một cái radar không, mình nó hiện là mình phải lắp cái radar nhỏ lên để làm gì đấy Cái không biết ông không. nhớ cái chỗ mà mình chụp ảnh lần trước không? Đấy, cái đấy để làm cái nhiệm vụ đấy không? Chụp ảnh đấy là chụp cho vui thôi, chứ còn phải có cái đấy kia mới làm được nhiệm vụ. Này là gì đấy, có gì đấy, MAT ấy. Má, nó kêu đau đầu thật. lắp cái exo chip vào đây à? Nó vừa đấy, xong rồi này, nó hiện là hoàn thành rồi này. Còn địa phủ nữa xem. Con tao rồi. Hai plastic và hai alu alloy. Chụp gì Ơ, vào vũ trụ cái cục kia ông đâu mất rồi? không đi À đây, má, tưởng rồi mất. mất sao được, Đây, cái này có mất được đấy. Thỉnh thoảng nó bị rơi. Ông có nghe thấy cái này nó nói khó chịu không? không chẳng nghe gì cả. Thật à? Tôi nghe tiếng nhạc. Ai, tôi nghe tiếng nhiễu sóng khó chịu vãi. Cháu cháu bom à.
Copper và zinc. Hai copper hay gì? Copper zinc cầm hết chưa? Còn con người không? Cầm hết rồi mà. Đấy. Zinc đây. Cầm hai zinc chưa? Rồi rồi, hết rồi, hết rồi. Tôi nghe tiếng bộp 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 này. Rồi xong, làm gì nữa? Chẳng nghĩa là phải làm ở bên... Đã có chưa ta? Mình phải ấn cái gì đấy để à đây active đã. Nghe tiếng gì không? Có. Nghe tiếng. Nó nổ tung ra rồi, nhưng mà chẳng có gì cả. Tôi cứ nghe thấy cái tiếng gì khó chịu cực kỳ luôn. Thôi dẹp. Mình đi về thôi, xong rồi. Tiếng gì nhỉ? Tôi có nghe tiếng gì đâu. Thật á? Không, tôi chẳng nghe tiếng gì cả. Nghe tiếng khó chịu vãi. Thế là nhiệm vụ này xong rồi đúng không? Ừ. Rồi, đi về thôi. Lên trước đi. Ui à. Cháu vừa nhảy từ trên ghế nhảy xuống mất máu á. Được chưa? Để tôi ngồi chắc không? Nhưng mà được chưa? Tôi đã bay xứ, đã thấy rồi. Về Silva cái. Ở trên này có khoảng ammo này, nếu mà cần thì lên, nhưng mà tôi nhớ không, cái chỗ trước mà. Tôi thấy chưa cần đâu. Bây giờ mình về mình chế thêm một cái tàu nữa để đi set up cả thể luôn. Tàu to à? Ừ, tàu to ấy. Tại vì ông nhớ trên cái hành tinh mà mình lấy cái Titanite không? Mình để có một đống thứ Lacterit với cả quát các kiểu đấy. Để tôi chế cái Shredder đã nhé. Ông cứ chế cái... mấy cái đấy đi. Chế gì? Cái tàu đi. Thêm cái tàu to nữa thì... cái tàu ấy với lại à thôi được, có thể chế cả auto extraction nữa đúng không? Không không, ông có chế cái tàu to đã. Trên người ông mấy cục QTRTG đấy, làm thì còn nào à, cục thường thì có hai cục. Ờ, ông cầm hai cục vừa đúng không? Tôi đang cầm một cục. Đâu, sẽ có một cục nữa đâu. Tôi cầm ở nhà. Tôi cầm đâu. Ôi, cầm đi, cầm thêm đi. Đây, cầm đây này. Ông cứ cầm đi. Cầm cái gì đâu. Đây, với cái này nữa. Không cầm thì ông không thể xài được mấy cái này đâu, cũng không đủ điện đâu. Cái gì? Cái này cái gì? Đây. Cái gì? Cầm cả hai luôn nhá. Cái này cái gì? Ủa. Hoverboard đấy ông. Là cái gì? Là cái ván lướt này. À. Thế là được thưởng à? Chứ mình không phải chế à? Ừ, được thưởng.
được thưởng một cái thôi. Đó, nhưng mà dùng nó kiểu gì? Ấn đã 2 lần cách liên tục. À, ok. Đấy, cái này có mất năng lượng không? À, có mất có năng chứ, lượng nên không? tôi mới bảo là ông cầm Nó 2 cục có PT. dùng cái gì để Thấy chưa, bay tôi đã bảo là ông cầm 2 cục biết PT rồi đi mà chứ. Không mất cái gì cả, mất năng lượng thôi. thế thì cần direct thì cái bay thường này nữa. Nhưng mà ông ở vực thì ông làm sao mà bay được, cái này chỉ lướt trên mặt đất thôi chứ. Không bay lên cao à? không À. trời, bay lên cao nữa thì bố đời quá. Nhanh ấy. Nhưng mà kiểu như làm này để tiết kiệm cả cái hydra nữa, thì chỗ nào có vực thì mình bay thôi, chứ còn chỗ nào không có vực Ôi thì bay mình cũng nhanh nhỉ. bay. Nhanh mà, đi nhanh mà. Thôi bây giờ tôi đi, tôi Quá. làm gì nhỉ, quẹt xứ luôn. Ô, thế Tôi thì quên. bây giờ cầm mấy cái đầu này nhẹ vãi. Kiểu mình cứ cầm này mình lướt này. À, cần về. Thôi tôi ạ, lấy đâu nào. À Cái này quên. chạy mà không mất năng lượng thì bán thật. Có mất năng lượng mà, nên tôi mới Không, bảo tôi ông phải cầm mất những cái QT. đồ, mất cái hydrazine này, chứ còn Mất năng lượng là kia thì gì? nó gì. Nó kiểu nó không chạy mà không mất hydrazine ấy. Thường tiêu cái đồ Ba mà. may này. Sao tôi cầm gì trong người này? Copper ở đâu này? Chế cái titanium alloy này. Plastic ai chế đây? Tôi để ở chỗ cái máy này nhé. Titanium alloy thì cần graphene. Graphene thì chuẩn bị thủ tiêu Graphene cái với mấy cái graphene. đầu. Graphene này, hydrazine đâu nhỉ? Hydrazine lấy ở đây nhá. Lấy đi. Hết armor rồi này. Tôi nghe tôi lên lấy được một cục armor nó về. Năm mua. Thế cứ từ từ đã ông ạ. Để nó làm đi ạ. Để thu ai tung xe. Hôm qua em giờ Hộp nghĩ được 400 à, hộp 400 cơ mà. mà để một đứa 100 rồi. Phim này. Titanium alloy thì bây giờ cần Titanium. Titanium còn không nhỉ? Còn Có ai đúng cục nào ở đây thắng ở đây không? không à, ông thử xem ở đống này xem nào, cái cục cái silo A ấy Qua nữa đi. đấy, cái dài dài này này, medium storage silo ấy, Làm gì? Nó thắng. xem ở đấy xem có không. Thêm ăn ít đây thì làm lại đây nhưng mà Wolfram sắp hết này. Nó có cái này rồi thì mình đi kiểu mình đi mình đặt mấy cái đồ này dễ lắm. Đi nhanh quá. Nhanh nó mất kiểm soát luôn. Ô, chú đi chỗ tên à? Có ông ạ, kệ đi. Nhà mình thì thiếu gì đi chung. Có đâu? Có phải không? Có cơ. Cái hydrazine của mấy tôi có cơ. Thôi lúc ấy tôi chế cái ấy rồi mà nhỉ? Đâu nhỉ? Tiếp trả đây. Đi tô đây, thiếu gì đâu. Vứt nhầm rồi. Không. Từ hai cái này để xa nhau ra một tí.
xong titanium alloy. Lấy cái exo chip. Ủa, hai cái exo chip mới chế được một cây á. Bắt thế. Hai cái exo chip kìa. Ủa, cái nhà mình cũng sắp hết exo chip rồi. Thế đi lấy. Chế tổng trụ về thành sứ nhỉ? Sứ á? Sứ nào? Ceramic á? Có một ba mò đây này. À, nó dư đấy không? Kẽ đấy. Ồ, chế lâu thế, tôi cũng đang cần chế ạ. Thế thêm cái máy chế to nữa. Kẽ đi. Tôi thử đi ở kia xem ammo nó chế được nhiều chưa để về đây tôi làm. Phải nhanh vãi. Này thì đúng kiểu mấy cái xe vứt xó luôn. Không tác dụng gì nữa này. Đi này thì cần tách cái xe nữa. Ừ, thế bảo nó bá mà. Làm là cái này đúng kiểu tự nhiên mấy cái xe thì phế. Nhưng mà late game thì ừ, thật công nhận đấy, xe thì khá phế. Mà nó còn là xe là chỉ là đi để lấy đất thôi, xe thì chỉ đi lấy đất hoặc là làm đường như nào đấy thôi. Nó tặng free luôn. À, kiểu làm cũng có tăng luôn chứ chẳng chế. Thật ra là cái này cũng rẻ mà, chỉ cần một exo chip là chế được, quá rẻ luôn. Sau này nó càng cho mấy cái ngon mà à, cho mấy đồ bá vãi. Đây là cái tắp ở. Ừ, thật sự là cái tắp Tapper này nó rất là có lợi luôn, tại vì cái máy cái bình thường ấy là mình phải đi lấy cây đúng không, lấy lá rồi đi đào tay, tự nhiên có cái Tapper này lợi vãi, tại vì cái máy medium generator đấy nó là cái máy sản xuất nhiều điện nhất mà, máy medium sản xuất nhiều điện nhất, nó vừa tiện lại còn nhiều điện đấy. Chuột này trượt trên núi như kiểu đang chơi Mình chỉ cần mang ba cái máy medium generator đi là có thể mở tất cả các hành tinh, mở tất cả cổng di chuyển trên hành tinh, chả cần phải. Ôi. Trượt này cây vãi, trượt trên núi kiểu như kiểu đang chơi rất bán. Chết cha này, trượt rồi, không thấy nhà mình đâu rồi. Ơ, ông chế cái này rồi á? Ông chế cái tàu to à? Ừ, tôi chế thêm cái tàu to đấy. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà để tôi thủ tiêu mấy cái tàu nhỏ đã. Kêu ấy có lấy lại đồ không? Nó sẽ cho lại một thứ khác. Không yên tâm. Nhưng mà bây giờ để phải chế bây giờ để mình thăng mấy hành tinh kia để mình lắp đặt máy đúng không? Được nào thế tôi làm cái auto nhá, làm cái tượng nào nhá. Ờ. Từ đã tính nhờ iron sắt titan phải 4 cái không nhá, sắt titan lắp tè quá. Cái chế thêm cái máy chế to. Máy chế mấy cái đồ chế to không có chế lâu. Ừ, mấy đồ chế to này chế lâu á. Nó chế lâu rồi không phải còn lấy cái đợt mua máy. Cái đồ chế to nó chế lâu mãi này. Đâu nhận chế to. Máy chế lớp to nó này... chế cho máy chế trung bình không? Có tí mãi em thấy nhỉ? Ừ. Lắc filter rồi đúng không? Ôi. 3 compound thôi. Ôi nhưng mà lướt thì vẫn chết ạ. À.
Ừ, vớ con A vẫn chết đấy. Ai à? Nhưng tôi nghĩ là không chết. Không, tôi lướt trúng vào cái cây, khổ quá. Có bao... có bao đầy cầm cung nào chưa? Cầm, cầm ở nhà đầy. Cầm cung về thôi chứ. Ừ, cầm một đoạn phung vào. Nó hiểu. Rớt ngã từ trên cao xuống là vẫn mất máu đấy. Không ngã thì tôi biết, nhưng mà tôi lướt vào cái cây. Khổ. Đâu nhở? Mẹ. À đây. Rớt này phê thật. Có cái này xuống ta. Trong lúc đợi nó chế thì chế thêm cả cái mình có cái máy mình có cái để tôi nhớ trước mình có một cái dư một cái gì một cái platform mà nhỉ ok dùng rồi đồ chế đi còn, tôi mình còn phải set up một cái dây xin đi mình cũng khá cần dây xin đấy dây xin thiếu lắm ở con quanh gần nhà mình có cái nào có dây xin nhỉ có bãi dây xin nào tôi coi có ông nhớ cái dùng dây xin không là set up một cái máy ở đấy ông chết trước đi ông chết trước đi cái tôi đi lấy tôi xét Valerie đi. Lê xin mình bị mình riêng cái khoảng chế của platform thôi là mình nó thiếu lê xin mãi. À cái máy gì đây? Lướt. Máy lướt càng đây? Nhanh ác càng đau ạ. À. Ui máy to thế. À không. Cái này cái thùng đựng không? Cái ca sâu sao đâu này. Cái gì thùng đựng nào? Cái bà đang chế này, chế xong rồi này. Ừ, cái sao? Chế xong rồi. À ừ, thế ông có để ra đấy. Để nó góc rồi tí tôi quay về tôi set up sau. Thấy cái graphite này hơi nhiều, chắc là không cần nữa đâu ha. Ờ. Hai thùng rồi. Cái graphite này nó có cần thì nó cũng có cần mà cần nhưng mà mình chắc không là cần nhiều như thế đâu. Đấy. Thôi để tôi bỏ cái graphite này, tôi sẽ áp cái sắp cái Faradit vậy. Graphite ở cái chỗ kia nè, cho sang đây để làm cái xịn được. Hoặc là làm cái gì nữa. Tôi đang làm cái khác. Ừ. Thế tôi chế một cái để làm cái xịn nhé. Wow. Steel này, tung trang cabin với cả Cooper. Carbon. Carbon với sắt. Carbon với sắt này, còn sắt luôn. Cooper là cần cái gì nhỉ? Cooper là cần resin mấy cái gì nhỉ? Resin mấy cả organic này. Ở dưới hang tối quá. Không cầm đèn à? Không. Cái đèn nếu lúc mình cứ nghĩ là không có tác dụng là mình nghĩ nó phế nhưng mà nó không cầm nó tự nhiên thì thấy nó khổ tối mà đấy tôi nhặt xác tôi quên mất rồi quên mất cái đèn này sao ấy chả biết được sao Phalerit này mang tiếng là thiên siêu va nhiều mà sao ít thế nhở đau chả được bao nhiêu luôn ạ. Cabin.
cũng được nửa cây. Có cái thùng mấy chip là thì nhớ thì ấy nhá, bởi vì nhà sắp hết rồi đấy. Tí nữa thì được. Nổ đi chứ không, nhà sắp hết rồi. Này tôi không đi kiếm này dễ mà. Boost mod này. Tôi có nên nâng cấp lên cái Dream mod 3 không nhỉ? Nó cần diamond. Ê, của ông á? Ừ. Ừ, tôi chả có 10 năm rồi nếu hiểu. Bởi vì nó cần 2 graphene khá là đắt. Lười. Tôi sẽ update lên Dream mod 3 bao nhiêu lâu rồi. Tung stand một các bạn. Nào ông vẫn nói. Tung stand đâu nhỉ? Tung stand này. Được có tí ạ. Sao bảo nhiều mà thôi kệ đánh tung stand và tung cái gì ra nhỉ, quên sư mất. Wolfram, Wolfram gì đấy. Cái đéo nào tôi bị kẹt ở cái chỗ này ạ. Game này thật. Khí gì đây? Mày à. Lối mẹ luôn ở đây, cũng phải lối qua này. Em vứt mẹ ra ngoài. Đỡ kẹt. Ở dưới mặt đất, dưới lòng đất ạ. Mạnh ơi, okay. Cái resin ấy, ông quay lại cái chỗ mà mình đào cái quặng graphite cũ ấy, sau ông set up. Tại vì tôi set up Phalerit là nó ở dưới lòng đất nên là phải dùng RTG cơ. Chứ cái này không được. Tôi có thể mà tôi có thể một cái máy auto ở đây nhá. Thêm một cái nữa, kiểu gì mình cũng phải chế đâu. Graphite ở cái chỗ ấy gì? Ừ, cái chỗ graphite tôi bỏ đi rồi, nhưng mà bây giờ còn đống năng lượng đấy thì ông xét à, cái à cầm đi rồi gì? Chỉ còn năng lượng thôi gì? Ấy nhưng mà cái resin đấy, cái resin ông xét ở đâu thì ông cho cái beacon đấy nhá. Tôi nhớ là cái chỗ ngay gần nhà mình nói. Không, ông cứ cho đi. Nhớ sẽ cho là được. Đến lúc mình lâu mà không quay lại thì chả nhớ đâu. Sao cái này nó không lưu nhỉ? Ồ vậy. Máy, nhầm máy. Nào, bảo sao không lưu. Hóa ra mình nhầm máy.